Nhớ công ơn nuôi dưỡng, đó mới là hiền
nhật ảnh thân hồn chí linh viễn tịnh bản định quần chí linh vị phụng vị phò cập hung trung thích thuộc nam nữ quả có hữu danh vô vị vì bồn thề lưng mực pham tinh thử nhật kim thời quán lâm chứng minh công đức
đơn cận thân hoàng đại vương bổn sư thọ địa chánh thân ngũ hành liệt vị tiên nương ngũ phương long mạch địa mộ thân quang bác quai cửu công thần quang tử sơn bác hưởng chi thân tạ thanh long hữu bạch hộ tiên châu tuyệt hầu huyên vợ thân quang thân khai khẩn chi thân hộ ác hương hồi vì các hương lại tiêu cấm kỵ tai ương thông sơn chuyện tác phước sơn nghi kiến vinh hoa phú quý hoặc thủy hoặc trung hoặc phong bảo phố ngũ hoàng chi tai như lộ như châu như tí như đăng các hữu tam tương chi mỹ hại ngoại an thái tử tôn thành bối ức thế tôn thân phó trì chi gia huệ dạ tôn thân phó trì chi gia huệ dạ cực tràn thiên vận ức vì niên tam ngoặc thập tử nhật thời ngưỡng ngô tràn đăng phân lập cũng tra phẩm vật chiến dân long thành trai chủ thơ địa tàng chúng thân khẩu đầu trên thời điện khiết kiếm lao lì triệu để chúa công hậu nắng lương dưới thời tượng tôn tự trường hành khấn gái trai hoặc ở âm ti hoặc là tử nạn hoặc khí oan tinh hoặc là vương pháp gia hình vong thân trụ trở bồi hồi chẳng yên hoặc là đường xã lỡ lang phải khi dịch lệ ôn hoang màng chúng hà sa phẩm loài khốn cung lòng thành trai chủ chúng thân khẩu đầu xin mời ngồi lại dưới trên của Lam Duyên chờ ngài bao nhiêu phép thiên biến ít thành nhiều trên nhớ tôn giả chia điều các người chư Phật Bồ Tát vì thương chúng sanh vì lời hữu tinh nguyện thành Phật thế xuất thế gian lại quan đời hai lạp tràng văn bình Oh, yeah.
thành tâm thiết lệ tà thọ thân kỳ an quốc nội hải ngoại hiếu đạo vốn tròn trên thuần dưới hòa nguyện dị thế công đức bồ tát nhân thiện vì không vì truy niệm hiện tăng chi thái hiện khả
thuyền để lái Phật thương chư Phật tôn ba thiên thánh tăng thượng trụ tám bảo đồng thề phóng quán tiệt độ phóng về kinh điển bổn ông đương thượng tư tề thân cha tiên tổ khả thị quả cổ đông đương liệt vị nhất thế hướng hồ nhân hồ vật nướng ve quầy tập mà bảo hồ cho toàn gian
Cầu nài hà kẻ trước người sau cho mọi người mọi miệng
dưới cái ngồi lại cuộc làm duyên trở ngại bao nhiêu phép tiên điển ít thành nhiều đến nhờ tôn giả kia đều được cả người tam việt danh hương tam tăng kiều thịnh thịnh ký ấm linh cô hồn lai đảo đang càng tỉnh pháp phân kinh thọ tan hưởng thừa tư trong đức tề duyên theo đồ theo thịnh cô Yeah.
Ba cha mẹ
hiếu thảo đi thưa về trình ngày đến tháng chạp ấy là chữ hiếu nằm trong cương thường tu chỉ niệm và hữu địa tiếng phùng vì tiếng linh hương linh ám tiền giảm nạp về thiên bận ức vì niên tan hoàng thập tử nhật thôi tiền điện. Thank you.
Thank you.
người làng lại đi. Tạ ơn Quế Kỳ. Con yêu ơi, con
nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm